Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của chị Bibi. Hôm nay thì chị Bibi sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng mình gập những bộ quần áo thật là xinh xắn nhé. Chúng mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy màu hình vuông như thế này. Sau đó các em sẽ lật mặt sau ra và gập đôi tờ giấy lại để tạo nếp. Sau khi có nếp ở chính giữa rồi, chúng mình sẽ gập tiếp để hình vuông của chúng mình chia thành 4 phần bằng nhau. Ở nửa dưới, chúng mình sẽ kéo váy sang hai bên và miết thật chặt để váy của chúng ta có độ xòe rộng nhé. Ở hai phần giấy ngoài cùng, chúng mình lại gập thêm một lần nữa và gập vào phía trong như thế này. Sẽ lật mặt kia lại và gập hai mép giấy vào nếp gấp ở chính giữa. Rồi chúng mình sẽ gập đôi tờ giấy lại theo chiều dọc. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tạo một đoạn gấp khúc nho nhỏ ở chính giữa tờ giấy. Nửa trên của cái váy thì trước tiên chị Bibi sẽ gập hai cái tay trước. Chị sẽ tạo hai hình tam giác nhỏ ở phần đầu của tờ giấy. Dựa vào nếp gấp mà chị Bibi vừa gập, chị sẽ mở hai tam giác đó ra và gập ra mặt sau một đoạn như thế này nhé. Bây giờ chị Bibi đang hoàn thiện phần cổ. Nếu chúng mình gập cả mặt sau và mặt trước như thế này thì phần cổ sẽ đẹp hơn nhé. Chúng mình lật mặt sau của cái áo ra và gập hai góc giấy ở phía dưới này lên tạo thành hai hình tam giác. Sau đó, các em sẽ lấy kéo cắt dọc theo cạnh của hình tam giác. Chúng mình sẽ gấp giấy ở hai bên lại để tạo phần eo cho váy. Cuối cùng, để cái váy mềm mại hơn thì chúng mình sẽ gập một góc nhỏ của chiếc váy xuống phía dưới. Và sau khi hoàn thành thì chị sẽ dán chiếc váy xinh xắn này vào cuốn sổ BB Fashion của chị. Nếu các em thích video này thì nhớ bấm vào đăng ký để theo dõi các video khác của chị BB nhé. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.